cầu ha. Cái cây cầu này có tên là cầu Sông Trò. Thì cái cây cầu Sông Trò này nó thuộc huyện Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thì tại sao, lý do tại sao em Lĩnh lại có mặt ở trên cây cầu này, và cái con Sông Trò là như thế nào, và cái sản phẩm của ngày hôm nay em Lĩnh muốn giới thiệu đến quý cô chú, anh chị nhà đầu tư là cái sản phẩm nào mà tại sao em Lĩnh lại đứng ở đây. Thì cô chú anh chị hãy xem hết cái clip này để biết rõ chi tiết về cái sản phẩm ngày hôm nay em Lĩnh sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị ở trong cái clip này ha. Nó rất là chi tiết, bao gồm tổng quan này, cũng như là về cái ưu điểm này, nhược điểm này, rồi là những cái tiện ích xung quanh này, cũng như là cái sổ, cái vị trí đường đi của cái sản phẩm ngày hôm nay em Lĩnh sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị nha. Thì có nhiều quý cô chú anh chị chưa biết đến cái Sông Trò là cái sông nào ha. Thì em Lĩnh cũng giới thiệu một chút, đó là cái Sông Trò còn có tên khác là Sông Trò. Thì cái con sông này nó được bắt nguồn từ phía tây của huyện, cụ thể là xã E Trang, huyện Marak, tỉnh Đắk Lắk. Thì nó có độ dài đâu đó khoảng tầm 75 km và nó chảy qua Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh, sau đó là nó đổ ra sông Cái, Nha Trang. Và ở trên cái con Sông Trò này cũng có một số cái công trình thủy điện của nhà nước ha, nó cung cấp một cái lượng điện khá là lớn, phục vụ cho tỉnh Khánh Hòa ha. Thì cái sản phẩm ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến quý cô chú anh chị đó là có view cái sông này luôn, có view cái Sông Trò này luôn. Thì trước khi vào clip ấy, thì em Lĩnh cũng rất là mong muốn, mong quý cô chú anh chị cho em Lĩnh xin một like cũng như là một subscribe để em Lĩnh cố gắng làm cái video clip cho nó hoàn chỉnh hơn ha. Và trước khi bắt đầu vào clip thì em Lĩnh cũng mời quý cô chú anh chị xem tổng quan em Lĩnh đã quay ở trên cao, để mình được hình dung rõ hơn về cái sản phẩm ngày hôm nay em Lĩnh giới thiệu cho quý cô chú anh chị nha. Rồi mời cô chú anh chị cùng xem flycam nha. Dạ vâng, và đây chính là cái con Sông Trò ha. Và đây là cái cây cầu Sông Trò này. Đấy, thì một số các cô chú đang gọi là rửa chân tay ở dưới này ha. Và em Lĩnh cũng sẽ không để quý cô chú anh chị phải đợi lâu. Em Lĩnh sẽ dẫn quý cô chú anh chị từ cái vị trí đó là cái cây cầu Sông Trò này. Mình sẽ đi vào cái mảnh đất. Nói đúng hơn đây là một cái farm ha, một cái farm. Ngày hôm nay em Lĩnh sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Thì cái farm này á, cái diện tích nó cũng khá là lớn ha. Nó đâu đó lên đến khoảng tầm 14.000 mét vuông. Đấy, nó cực kỳ lớn luôn. Thì ở trong nó cũng đã gọi là được xây dựng cũng như là được khai thác một thời gian rồi. Tuy nhiên ấy, thì nó sau một thời gian mà người ta không có khai thác á, thì có một số hạng mục á, thì nó cũng không còn đẹp nữa. Tuy nhiên em Lĩnh sẽ cố gắng làm sao đó để có mà để có thể mà gọi là quay một cách chi tiết nhất để gửi đến quý cô chú anh chị ha. Dạ vâng, và đây chính là cái vị trí của cái farm mà ngày hôm nay em Lĩnh sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị ha. Đây, thì ở ngoài nó có cái bảng là nhà nghỉ Jeep ha. Đây. Thì cô chú anh chị có thể thấy ở trước mặt mình không ạ? Ở trước mặt mình đó là một cái cây cầu treo.
Và đây cũng chính là cái một cái vị trí gọi là rất là đắc địa thuộc trung tâm xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang ha. Đấy, cái vị trí rất là đẹp, tức là cái cầu treo này là nằm ở trung tâm luôn đấy, quý cô chú anh chị ạ. Và giao thông thì nó rất là thuận tiện bởi vì ở mặt tiền tỉnh lộ 8B, đây, đây là tỉnh lộ 8B này, thì nó có thể gọi là kết nối với lại Đà Lạt này, Ban Mê Thuột này, cũng như là ở bên này là đường cao tốc người ta đang xây dựng ở bên phía bên này ha. Chút xíu nữa thì em sẽ cho quý cô chú anh chị xem ở trên cao thì mình sẽ dễ hình gọi là hình dung nó dễ hơn. Đấy. Thì mới bước vào cái cổng của farm thôi thì cô chú anh chị cũng thấy là cái phong cảnh nó rất là hữu tình đúng không ạ? Mình cảm thấy là nó hơi hoang sơ đúng không? Rất là hoang sơ. Đấy. Cái view thì nó là thuộc cái view của sông Trò này. Thì ngày hôm qua nó mới mưa to quý cô chú anh chị nên là nước sông nó không có được trong xanh giống như những ngày bình thường ha. Nhưng mà mình thấy là với cái view sông thơ mộng cũng như là không gian xanh mát này á thì cái farm view sông Trò này á, thực sự nó là một cái nơi lý tưởng để chúng ta nghỉ dưỡng và tận hưởng cái cuộc sống của mình ha. Đây, và em Linh sẽ gọi là từ từ dẫn chân quý cô chú anh chị vào cái farm của mình luôn. Đấy. Thì bước vào đây á, thì chủ cũ người ta cũng trồng khá là nhiều dừa ha. Đây, trồng rất là nhiều dừa. Đấy. Và khi mà vào đến đây thì người ta cũng rất là cẩn thận, người ta làm cho mình những cái gọi là biển báo khá là đẹp. Đấy, tuy là cũng lâu rồi người ta không có sử dụng cái này thì quý cô chú cũng biết rồi, thì không chỉ riêng đất nước Việt Nam chúng ta mà rất là nhiều nước ở trên thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thì sau khi ảnh hưởng bởi cái dịch á, thì cái du lịch của chúng ta nó bị gọi là sụt giảm cái doanh số rất là nhiều ha. Thì rất là nhiều những nhà đầu tư á, thì họ gặp khó khăn trong cái vấn đề tài chính. Và đến cái thời điểm này á, thì cũng rất là nhiều người, người ta cũng không có gọi là chịu nổi cái phí vận hành. Bởi vì khách du lịch á, thì bây giờ mới bắt đầu trở lại cũng chưa được nhiều quý chú anh chị. Đấy, thì họ cũng đang phải chịu một cái chi phí vận hành rất là lớn. Nên là ở đây là một cái gọi là trường hợp gần như là điển hình như vậy. Thì họ cũng muốn sang nhượng lại để cho quý cô chú anh chị nào mà có cái nguồn vốn nó lớn hơn một chút thì mình có thể đầu tư, hoặc là về lâu về dài chúng ta có thể dùng để nghỉ dưỡng hoặc là làm một cái biệt thự mini cũng được ha. Đây, thì như ở cái biển này chúng ta cũng có thể thấy rồi này. Thì chúng ta cách chợ có 200m thôi và cách thành phố Ban Mê Thuột là 159m. Đấy. Đà Lạt là 117m, cũng như là chúng ta từ đây chúng ta về cái thành phố Nha Trang á, chỉ khoảng tầm 37km thôi. Họ viết cũng rất là rõ ràng đúng không ạ? Một cái biển báo gọi là tự dựng lên cơ bản thôi nhưng mà cũng đầy đủ thông tin rồi. Và đây chính là cái cảnh quan sơ bộ của cái farm của mình ha. Đây. Thì em cũng giới thiệu tổng quan một chút về cái farm này. Thì cái farm này có cái diện tích cũng khá là lớn quý cô chú anh chị. Nó lên đến là 14.729m². Đấy. Thì với cái diện tích lớn như thế này thì chúng ta có thể thoải mái gọi là xây dựng cái farm này theo cái ý thích của mình để sau này chúng ta phát triển hơn ha. Thì cái đặc điểm của cái farm này á, thì em vào đây thấy là một số cái cây ăn trái nó rất là đa dạng. Ví dụ như là chuối này. Đấy, rồi là mít này, xoài này, ổi này. Đó, thì ở đây những cái này thì gọi là nó cũng mang lại một cái nguồn thu nhập không nhiều nhưng mà nó cũng đâu đó cũng cải thiện một chút về cái thu nhập của mình ha. Thì ở trên này quý cô chú anh chị cũng có thể thấy là nó có một cái hệ thống nhà gỗ ha, với là 5 cái nhà gỗ như thế này. Đây, chút em sẽ quay từng chi tiết từng cái nhà gỗ đó cho mình xem luôn. Đấy, thì nó được coi là 5 cái phòng nghỉ. Thì ở trong 5 cái phòng nghỉ này thì em Lĩnh đã xem gọi là chi tiết rồi. Nó đầy đủ tất cả cái tiện nghi, nó đáp ứng rất là nhiều cái nhu cầu của khách hàng. Đấy, thì tiện ích ấy, thì ở trong nó sẽ có thêm nhà bơi này, hồ bơi ấy, cũng như là nhà banh, khu vui chơi thư giãn cho mọi người. Thì em Lĩnh sẽ quay từ dưới này quay lên, thì quay đến đâu em Lĩnh sẽ chia sẻ đến đấy ha. Ở đây là cái khu vực đậu xe này, đây đây là khu vực đậu xe này. Thì mình sẽ thấy rồi, cái farm của mình ở trên đây và đi thẳng xuống đây là một cái view view sông. Thì nếu mà ở đây ấy, em Linh cũng đã từng đi qua một số cái farm người ta đi vào hoạt động rồi á, thì ở đây thì mình có thể làm
những cái lều ha, ngay sông như thế này này, mình có thể làm những cái trải nghiệm thực tế ở sông như thế này. Cái chỗ này, khúc sông này thì cũng không có sâu lắm đâu. Đây, nước thì lý do là ngày hôm qua nó mưa khá to ấy, nên là cái nước sông nó không có được trong lắm. Đấy, mình có thể tận dụng cái khu vực này mình làm những cái nơi để mình ăn nhậu chẳng hạn, ví dụ như vậy ha. Còn đây là những cái khu mà dành cho các bé vui chơi này, hoặc là buổi chiều mình có thể gọi là ra đây mình ăn uống. Họ thiết kế những cái lò cơ bản như thế này thôi. Em Lĩnh thì không biết được là cái cảm giác của quý cô chú anh chị như thế nào. Tuy nhiên ấy thì em Lĩnh cũng rất là thích cái gọi là cảm giác là buổi sáng chúng ta dậy, chúng ta được đón gọi là ông mặt trời thức dậy ha, bên cạnh cái sông như thế này, nghe những chú chim gọi là líu lo hót. Đấy, cũng rất là thích đúng không ạ? Tuy nhiên ấy thì mỗi người có một cái sở thích riêng biệt. Thì em cũng chia sẻ lại cái sở thích của mình, biết đâu kết nối được với một số quý cô chú anh chị có cái nhu cầu cũng như là cái sở thích giống như mình thì sao ha. Đấy. Rồi, khi mà đi lên cầu thang á thì sẽ có một cái căn nhà. Cái căn nhà này là căn nhà gỗ ha. Thì mình để mình tiện cho cái việc đó là tất cả mọi người đến đây gọi là ở lại ăn ngủ nghỉ, có thể mình có thể sinh hoạt nhậu nhẹt tại đây ha. Đây, cái bàn gỗ rất là lớn. Cái căn nhà này là nhà gỗ dạng ngày xưa ấy, quý cô chú anh chị, và được lợp ngói ha, được lợp ngói đỏ. Đấy. Vâng, thưa quý cô chú anh chị, đây chính là cái căn phòng đầu tiên ngày hôm nay mà em Lĩnh muốn giới thiệu đến quý cô chú anh chị, xem là cái thiết kế của nó như thế nào ha. Thì cô chú anh chị cũng có thể thấy rồi, ở đây người ta thiết kế dạng giống như kiểu là thiên nhiên ý quý cô chú anh chị. Có nước này, rồi có cá này, rồi cũng như là nhà gỗ này, pha một chút đó là cái không gian để chúng ta có thể ngắm cảnh xung quanh bằng cách đó là thiết kế xung quanh là kính. Đấy, thì bây giờ em Lĩnh sẽ mời quý cô chú anh chị ha, mình đi thẳng vào cái căn nhà này. Để mình, cái căn nhà này thì nó có đến 5 cái nhà gỗ như thế này ha. Thì em Lĩnh sẽ chi tiết từng cái căn nhà này cho mình được xem thật là rõ luôn ha. Rồi em mời quý cô chú anh chị nha. Thì đi vào người ta sẽ thiết kế một cái cầu như này, rất là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, dễ thương ha. Đấy, ở đây thì người ta được lát gạch, cái gạch này thì ở chỗ quê em ấy gọi là gạch tàu ha, nó có màu đỏ đỏ như thế này. Và cũng có khu vực vệ sinh riêng biệt như thế này hết. Đấy, có toilet, nhà vệ sinh như thế này. Ở trong thì người ta thiết kế đó là điện đóm đầy đủ, tất cả mọi thứ đầy đủ rồi ha. Đây, em sẽ mời quý cô chú anh chị vào để mình tham quan qua cái căn phòng này ha. Đấy, căn phòng gỗ thì nó cũng khá là ấm cúng quý cô chú anh chị. Đấy, thì căn phòng cũng chỉ có một chiếc giường thôi. Này, một chiếc giường như này thôi. Đấy, ở khu bên này là mình đi vào nhà vệ sinh, nhà tắm á. Cũng thiết kế đó là máy lạnh đầy đủ cho mình. Cũng có ốp trần đồ đàng hoàng ha. Xung quanh thì họ làm kính, nhưng mà để có thể là mình ngồi ở cái khu vực này, mình có thể ngắm được cái thiên nhiên bên ngoài. Thì họ thiết kế cái rèm như thế này này. Khi mà mình cần thì mình có thể gọi là mở cái rèm này ra, rất là tiện lợi, thoải mái đúng không ạ? Thì xung quanh này thì gọi là họ làm cũng có cái ban công phía bên ngoài này, cho chúng ta có thể gọi là đứng ở đây chiêu chiêu vào mỗi buổi sáng. Đấy, xung quanh này này, có hoa, có lá, đặc biệt rất là nhiều cây quý cô chú anh chị ạ. Đấy, em thì không biết là quý cô chú anh chị có thích cây cối như này không. Em thì đặc biệt là rất là thích cây. Đấy, ở nhà em cũng trồng rất là nhiều cây luôn. Tại vì là có cái không gian xanh á, mình cảm thấy là thứ nhất ấy là nó mát, thứ hai nữa là nó mang lại cho mình một cái không khí nó rất là thoải mái. Đấy. Rồi, ở bên khu bên cạnh này này thì người ta nuôi cá quý cô chú anh chị, có một cái hồ cá khá là lớn. Đây. Có một cái hồ cá rất là lớn. Rất là lớn như này. Đấy. Cá thì ở đây họ nuôi một số gọi là cá nó có nhiều màu như thế này ha. Cái cá koi á. Đấy, em thì em cũng không rành về cá lắm ha, nên là em cũng không đi gọi là sâu về những cái chi tiết cá này, thì em chỉ quay cho quý cô chú anh chị xem thôi. Đấy, ở xung quanh này thì người ta sẽ thiết kế những cái gọi là cái hệ thống gọi là điện năng lượng hết rồi. Đây, điện năng lượng mặt trời hết rồi. Xung quanh thì rất là nhiều cây cối. Thì trước mặt đây thì quý cô chú cũng thấy rồi, em quay nãy giờ rồi ha. Đây, ở cả một cái không gian gọi là cái view ra cái sông như thế này. Từ dưới lên trên đều là view sông hết. Đấy, đều là view sông hết, cũng như là có
cây xanh này, như cây này là cây xoài này, rồi ở dưới người ta trồng cỏ, đấy, một số cái cây tiểu cảnh nhỏ thôi. À, và tiếp theo ở bên phía bên này thì nó sẽ có 4 phòng nữa, ở giữa này là 3 phòng ha, hai bên là 2 phòng lớn hơn. Đấy, còn cái căn phòng này, 3 phòng này thì nó gần tương tự như là nó giống nhau với cô chú anh chị này. Mình có thể xem nó kỹ hơn ha. Đấy, ở đây thì một cái căn phòng cũng giống như là một cái nhà nghỉ vậy á. Thì cũng sẽ có bao gồm có giường này, rồi có máy lạnh này, cũng như là bàn ghế và nhà vệ sinh. Đấy, nó không có được rộng rãi lắm, nhưng mà đây là phù hợp với lại khoảng tầm 2 người. Mình có thể ở trong cái phòng này là rất là thoải mái rồi ha. Và cũng như căn phòng kia thì người ta cũng thiết kế cho mình, đó là ở trước cửa này người ta sẽ úp kính lại. Đấy, cũng như là để thiết kế rèm như thế này, để mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta cũng có thể ngắm gọi là mặt trời mọc ở phía này ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái phòng ở bên này cũng tương tự như vậy quý cô chú anh chị ha, nó cũng giống như cái phòng đó thôi ha, nhưng mà cái cửa người ta làm ngược qua phía bên này. Thì em Linh cũng giới thiệu sơ cho mình thấy luôn này. Đấy, thì cũng bao gồm đó là một cái giường máy lạnh. Đấy, ở trên này thì được lát la phông. Đấy, và cũng có nhà vệ sinh đầy đủ, rất là đầy đủ như này ha. Dạ vâng, đây chính là cái khu vực trung tâm của cái farm này ha. Đây, ở trung tâm thì người ta thiết kế một cái không gian khá là rộng. Và trước đây thì họ cũng đã từng gọi là kinh doanh cà phê cũng như là ăn sáng ở đây này. Một cái khu vực rất là rộng như này quý cô chú anh chị mình có thể thấy này. Ở trên này thì họ làm bằng cái tấm này là tấm bê tông nhẹ ha. Đấy, thì ở đây thì mình có thể thấy là view trực diện ra cái sông cái này, à quên sông trò này. Đấy, view trực diện ra cái sông trò này. Và ở phía xa xa kia, đấy, qua cái chỗ mặt đất trắng trắng bên kia kìa quý chú, đấy, mình có thể thấy không? Ở đây thì em mắt thường em thấy, không biết ở trên camera có thấy không? Đó chính là cái gọi là đường cao tốc ha, đường cao tốc Ban Mê Thuột xuống Nha Trang ha. Đấy. Và ở cái khu trung tâm này cũng là một cái gọi là ngôi nhà gỗ khá là lớn, cũng như là cái khu vực gọi là lễ tân của cái farm này ha. Người ta thiết kế đấy là một cái ngôi nhà gỗ rất là cổ kính, đẹp như thế này. Sàn thì cũng được lát bằng gạch tàu ha. Đấy. Rồi, thì cũng giống như bên kia thôi. Ở bên này thì chúng ta cũng sẽ có thêm 2 phòng nữa. Đây, 2 phòng nữa. Nó sẽ như thế này. Tương tự giống như là bên kia thì người ta cũng thiết kế cho mình đấy là ở trước mặt là kính. Còn ở bên trong là giường này cũng như là máy lạnh này ha. Đấy, giường máy lạnh này cũng như là nhà vệ sinh riêng ở trong này ha. Đấy, có rèm che đầy đủ tất cả mọi thứ. Và không thể thiếu đó là một cái khu vui chơi của trẻ con ở đằng sau này. Họ thiết kế cũng khá là đầy đủ á quý cô chú anh chị. Đây, khu vui chơi của trẻ con thì em nghĩ là ở đây thì buổi chiều mình mới chơi được thôi, chứ còn buổi sáng thì chơi thì nó hơi nắng ha. Và hiện tại em Lĩnh quay bây giờ là tầm trưa rồi, thì cái không khí nó cũng nóng, thì mình gọi là nóng cũng không có gọi là nóng lắm đâu quý cô chú anh chị. Nó cũng vừa phải thôi, có khoảng tầm 31, 32 độ thôi. Đây là một dàn nho này quý cô chú anh chị. Đấy, nhưng mà em chưa thấy trái. Đấy, đây là cái khu vui chơi này. Thì ở đây nó rộng lắm. Nó rộng nhưng mà em Lĩnh chỉ đi những cái khu gọi là chính thôi. Còn xung quanh này chỗ người ta trồng sầu riêng này, rồi trái cây này, chuối này, rồi ổi này. Khu vực sau này là khu vực bếp ha. Nhưng mà quý cô chú anh chị nghĩ là nó hết rồi đúng không ạ? Nhưng mà chưa hết đâu. Bên này còn nữa. Còn một cái gọi là cũng giống em gọi là cái nhà chòi á, nhưng mà người ta thiết kế bằng gỗ cực kỳ gọi là chắc chắn luôn. Thì ở bên này cũng có một số gọi là anh chị người họ nấu ăn, họ gọi là đi picnic cuối tuần để gọi là giảm những cái căng thẳng sau cả một tuần làm việc mệt mỏi ha. Đây, mình có thể thấy này. Đấy, rất là đẹp. Xung quanh này thì họ được làm bằng gỗ hết. Đấy, view thì chiêu chiêu. Và em Lĩnh xin tổng kết lại một chút về cái farm này. Thì những cái nổi bật này thì em Lĩnh cũng chia sẻ hết cho quý cô chú anh chị ở trong cái clip rồi ha. Tuy nhiên thì em cũng có thể tổng hợp lại một chút xíu này. Thứ nhất ấy là về cái vị trí này. Đấy, thì nó cách cái thành phố Nha Trang khoảng tầm 37 km. Tuy nhiên ấy thì nó ở đây nó nằm ở cái cầu trung tâm ở xã luôn.
Đấy, thiết kế thì người ta có 5 cái căn nhà gỗ rồi. Cũng như là không khuôn viên xung quanh này thì người ta được xây dựng gọi là gần như là hoàn thiện hết rồi. Đấy. À, về cái diện tích thì cũng rất là lớn. Trời ơi, em giờ mới để ý này, quý cô chú anh chị, xoài này. Giờ em mới thấy này, xoài này rất là nhiều luôn ạ. Đấy. Còn về cái trải nghiệm này thì em thấy là chúng em lên từ sáng quý cô chú anh chị. Đấy, để chúng em trải nghiệm thực tế nhất có thể để xong sau đó gửi đến cho quý cô chú anh chị những cái trải nghiệm cụ thể khi mình đã ở đây rồi ha. Thì buổi sáng thì không khí của nó rất là mát, rất là dễ chịu. Đấy. À, và em cũng thực sự hài lòng về cái chuyến đi mà em đã đến ở đây rồi ha. Thì ở đây á, thì về cái cơ hội mà đầu tư về sau á, thì em Linh nghĩ là cái có thể chúng ta, quý cô chú anh chị có thể đầu tư ha. Bởi vì là thứ nhất là về phát triển du lịch á, thì Khánh Hòa là một trong những địa điểm du lịch gần như là hàng đầu ở Việt Nam rồi. Đấy, nhu cầu thì về nghỉ dưỡng ngày càng cao, đúng không ạ? Thì tiềm năng khai thác ở cái farm này chúng ta có thể thấy này, chúng ta có thể gọi là biến đổi nó một chút là nó sẽ thành một cái homestay cũng như là khu nghỉ dưỡng hoặc là nhà hàng. Thì cái giá bán ấy cũng khá là hấp dẫn. Thì gia chủ người ta đang muốn bán với cái giá là chỉ 12 tỷ thôi. Đấy. Và đây cái giá này á, thì chúng ta có thể thương lượng thêm nha quý cô chú anh chị. Đấy. Thì clip đến đây cũng rất là dài rồi. Thì một lần nữa em Lĩnh xin cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho quý cô chú anh chị có một ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui, cũng như là thật là hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Nếu quý cô chú anh chị cảm thấy gọi là yêu quý em Lĩnh cũng như là thấy video clip chi tiết thì hãy cho em Lĩnh xin một like cũng như là một subscribe kênh để cho em Lĩnh càng ngày càng phát triển hơn ha. Rồi, một lần nữa em Lĩnh xin chào quý cô chú anh chị nha. Xin chào.